Rồi rồi em ơi, cứ để đồ tới em xách đi ta. Còn nhiêu. Đây là nhà ở đây ông nội của ngân Vi nè, ông ngoại của con nè, ông bà ngoại, ông bà nội đó. Chị anh chạy qua trước con nhỏ, cháu đâu vô chạy qua đó. Con hỏi này như vậy. Cái hồi cái thấy chỗ thiếu quá. Lâu lên mình đây nhìn sách nên mình treo thôi cho hết đây cái cài hết. Cái vô thì ví dụ như trang nha, mùi vô được cái bình thúc nó còn tóc còn thao vô thấy cái mặn bu. Cái tấm tịnh có cái mặn, trớ nhỏ nghe nghe rồi cho mấy mà không có sao gì. Cái lỗ nó biết mấy cái lỗ mặn đó. Anh thấy cũng tình cái mặn nó cũng đồng từ hết đồng không có sao đâu. Mấy năm mẹ tôi có một tay chỗ này mặn tém. Không sao mình chia vậy. Ngon mà đi chín cũng ngon mà không có sao giữ luôn. Cái lỗ mặn mình hình cũng chích chứ bà không chích nè. Bà nội có ăn cây mặn tráng là sáng nào ra cũng quét là cả xăng đó đó. Bán nào cũng quét, rụng cái xăng, cái xăng mà. Trước nó rất là nhanh vậy nó chứ. Cái nó là cây chi không phải mặn. Có trái tráng hả anh? Mặn đó. Có trái mặn thì lo nghĩ như cái mặn tráng mặn ít sao cơ. Không có tráng ít sao lắm. Mùa mưa dầm nó mới bị. Hồi đó nhà con trong nó cũng có mấy cây đó mà mùa mưa dầm nó mới bị, còn nắng là ngọt lắm. Thế là ăn được quát nhất, mỗi sáng một bông. Đổ có cái bao này bao nọ rồi nó đâu có ăn đâu. Con mâm tới mà nó có mà con sửa soạn lại đồng hồ không được chứ tôi chẳng nào. Thì cái chân để chốn cỏ mới đó mà chốn đất không có ấy mà nó không xử lý hay mặn hay là phải ăn bây giờ chỉ có một cách là ăn vừa hát ra bông vừa đỡ là xịt. Không phải là hát ra trong bông rồi anh ơi. Vua chết cái trái mà nhỏ nhỏ như này nè, cái tá hậu trắng chín mới có con vua mới rút vô trong nở. Nó trắng trong nở, hậu chín là bắt đầu nó nở. Không thấy giáo chỉ trần. Dạ không thấy giáo. Chừng này hết ra nó tượng ra cái trái là phun rồi. Nói em hứa mấy đứa không có giáo, nó cũng không có một cái giáo mà sẽ trần thì biết rồi. Nó có cái trứng hồi vẫn mới á. Mới tượng bông mới biết không? Em nói gì tới ổ của anh rồi, cái xí dần đây mà anh không đùm mà anh để anh lấn những bạn bàn trên kế là anh đục cái đam đâu. Chứ không phải là anh đục con quy. Quay phim thì phải để người ta mở ra quay. Cái mùa của hắn là mấy mùa kia không có. Dạ đúng rồi, nó không có trùng với mùa cam. Mùa cảnh nó cũng dễ chịu. Rồi cái trái mà cho nó lớn vậy nè ha, nó ngọt. Thank you.
quá. Ủa? Bị ra bốn? Ra bốn hả? Đậu gái đây con thường thường đó. À, cái bụng á hả? Ừ. Bụng lớn dữ vậy. Đi với Sơn hả? Đi với Sơn khám rồi mới về bữa mới đi Sài Gòn nha. Dạ. Tại mua quá nhau không mấy. Nè, cái nào có mua ăn không? Cái gì vậy? Ăn trái cà tí mà nó tròn quay hả? Mua chị về xem. Đây con ra có con ấy ra có con cậu Linh ra bé lớn con bạch cậu à thăm mộ ông cố bà cố đây có mộ cô cả một cô út nữa đây ơi con có mộ đi rồi có gì vô thăm mộ đó, có đó, hết. Đúng rồi. À, đúng rồi. Đúng rồi. Thấy chưa? Có cây mà. Có cây hả? Bộ bay đó, bộ ba ông nội đó. Đây có cây chụp hình bên đây. Đây, mộ đi, mộ ấy nè, ha, có mộ nhỏ đây rồi, mộ đất quyên đó nè. Dung là chị Dung đó, vợ người ta người đó. Có một con gì đây? Đủ rồi. Có một con gì? Có một con gì đây? Ông nội ừ. Đó, bà nội không có hả? Ừ. Ừ. Để một đi là mấy? 780 triệu. Mở đi, mở cái bà nội của tao kìa. Đó, bà đấy, nội đó. Đặt đây đó, bà cô. Ở đó ông nội. Đây bà thím.
đó là bà cô của ha. Giờ làm coi ngày giờ coi hướng giờ là ai đó con biết không? Ý bà nào đó? Bà cố. Bà cố đó. Bà cố nội. Bà cố nội gọi đó. Không biết rồi mắt thì cái lĩnh đó mà ngồi cô này mới tới cô Hà biết không, cháu đích tôn Quỳnh Lộc Đỉnh này cô Hà, cô Hà rồi mới tới ba mi tới cô tư tới cô này. Cầm hai cây luôn, còn cầm hai cây vô một chỗ. Ừ. Cầm hai cây một chỗ, chứ phải cầm hai tay, một tay thôi. Được rồi, được, rồi quý là cái lạp của con nữa là nhất rồi đó. Em. Của cả đây nhà chột chị đi. Rồi con lại đi cho ông cậu cái chim kìa. Lại đi, lại đi. Lại đi cho ông cậu cái chim kìa. Hết, lại đi, hết lại. Đây Quyền, đây là ai mình đây này. Mây, con đi là đi với bà nội lần này. Bà nội mất hết. Cậu. Còn lại đi, chắp tay lại, chắp tay lại. Như thế này, chắp vậy nè. Rồi, mò lại. Bữa nay là bà cô Ha nè. Bắt con. Mới bệnh. Rồi, thôi, khác chứ Bi lại lâu kia đi rồi. Được rồi. Thì đức tôn là Quỳnh Quy, còn bên kia đức tôn là Quỳnh Lộc Đỉnh. Cô đây là chị cái ông ở Thủ Đức. Bỏ đây có cô có. Cái này cái bà này bà có, bà Trang đó bà có, bà nó bà một, bà này bà thứ nhì nè. Bà thứ nhì mới sinh ra bà này nè. Mới là cái ông Mười ở Thủ Đức á, nên là cha của cô ca đó. Có hai vợ hả? Hai vợ. Còn bà này bà thứ nè. Còn bà cô ca này. Ông nơi bà ngang đâu có đâu, bỏ đâu đây
Mày nói bà Thím mo. Bà Thím 8 à. Bà Thím 8 trong chung với ông chỗ. À, chứ bà nói là bên đây của ai? Cái này là Thím 80. À. Thím vợ chú Mười Nghiệp. Chú Thủ Đức á. À. Tức là cha chú Sim nè, mẹ Thím chú Sim cô cơ rồi đó. Đủ rồi hả? Và cái đứa anh để đi nổi không? Bò bê đây là con chú Mười. Chú Mười ở Thủ Đức. Ấy. Chưa có cỡ cái mắt này, cỡ bớt cái con mắt. Coi chừng nghiêng xe, bước lên cái nặng nghiêng xe đó đó. Thì ổng biết mà. Hôm qua em thấy có mặt. Rồi cứ trầm đi. Rồi. Bữa nay đi đậu ở khách sạn khác rồi hả? Bên đây mình bán thì 40 mà thù riêng nó nhỏ rồi. Họ ra họ bán nó còn nhót còn nữa. Làm nhỏ này.
Đây, sầu riêng trồng từ của làng quê Đệ Bình, Quảng Nam đây. Đó, cái trái nó có khác ở trong miền Nam mình. Ngọt thơm. Nhưng mà cái muối nó không có màu vàng như là cái sầu riêng của miền Nam. Nè, cái thịt nó là rất là béo, thơm. Chị biết bây giờ ở sầu riêng miền Nam á, nó trồng những cái giống chi không biết, một cái trái là 7-8 kg. Chị cũng khó đó chứ. Dạ. Chị chứ. Sầu riêng ghép, trụng vòn lắm. Dạ. Mà có gà trồng, ai nhìn cái Nam, Nam lại chết rồi. Dạ, thì đó đó, nó mau chết lắm. Ăn mình trồng mà vô phân mà không đúng thì nó dễ chết lắm. Thì đó, đường không phải đường qua, đường Phan Chu Trinh. Đây là Khổng Miếu. Có gì sao ai nữa hả?
Phố đi bộ. Nguyên bán mình đâu có biết được cái mẫu cái địa phương nó có một cái loại bánh. Anh có quay phim con đó không? À. Memory. Vô xem tranh. Không quay phim chụp hình chứ ơi. Tôi quay người chứ tôi đâu quay phim, tôi quay cảnh tôi. Nè, con cháu tôi, anh tôi quay à. Cảm ơn. Dạ ý là không được quay dính tranh vô người. Tranh ý hả? Tranh ý để tranh là bắn. Bắn là bắn quay thì con sẽ mua luôn. Tại vì em cấp kiểu đúng rồi, nó giống chữ thật mà đang chú đuối chữ đuối được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con đi bấm hòn, họ bị chủ, họ bị gió, là mình gió, mình đuối rồi đó. Chứ còn Monkey. Đang ngầu nào. Hả? Cái trái đào. Khỉ ăn trái đào tiên. Đây là cái cây chùa hồi trước là thần Mã Viện đó. Trên cái cào cũng có cái chùa như vậy, là cái chùa cào đó. Ba tướng quân rồi. Đây là tới cuối cái cầu có hai con chó đổ. Đây là cũng một chuyện kia mà chị, anh khá nhiều đó. Còn kiếm kia lên nhà cổ đi đâu, về chẳng nhớ cái gì. Hay không? Bắt con.
Có nghe mùi thơm của bắp nướng không? Mở cái lồn ra đây. Nhớ hồi nhỏ xíu ăn ra giờ. Dạ, mở lồn với cháu. Mua thêm không? Ai bánh xù à? 6 cái. 6 cái đi. 6 cái đi. Bánh xù à, bánh xù à. Bánh xoài. Xoài làm bánh nóng mà. Bánh làm giống như cái bánh. Bánh bao chỉ, bánh xoài. Bánh bao chỉ đó. Như bột nếp với lại như Cái đó chắc không có chắc học ấy thiệt là chân nhỉ. Đi nhà phải có bà dẹn coi đồ giờ gắm đồ chơi đi lên không có coi đi mà đường đó hôm nay. Thank you.
Thôi thôi kệ kệ, bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi ba. Vậy mà nó đòi một phải sắt là được. Thôi bỏ đi ba. Bỏ vô thùng rác á, để đó người ta đi đạp cân dơ nữa. Được chưa? Sắt đi. Đây là đường phố Nguyễn Thái Học. Cô cười nữa kìa chứ phải mắc cười không đâu. Nó kêu mắc định có cười nữa. Trước đây nhà này là tiệm thuốc tây Bác Ái. Cảm ơn chị. Nhà hàng Đèn Lồng Phố, đọc tên kia. Shoes and leather products as well, so you can order here as well. And also, if you see chop here, the chop here boys who came here today. Giờ đây ra quả không thỏ đâu, không mới đi câu thỏ. Đây quần thịt cũ này. Dưới kia nhà này là ở trước nhà bà nó. Nhà này là cái shop của nó chỗ nào? Không biết, chưa biết. Chưa. Không ở đâu. Cái này là nhà ông Nguyễn Tử, bây giờ chết, ông chắc bị nhà nước giao cho nhà nước. Tử. Nhà này là cái nhà ông thầy cũ. À, cái bản trắng Năm Hưng này còn y nguyên cách đây mấy chục năm. Cái bản nó lâu đời lắm rồi đó. La Thiên Thế nè, bản này bản mới nhưng mà nhà này La Thiên Thế là đúng nè. Đây là cái nhà Phi Anh cũ, bây giờ là hội từ thiện. Đứng đó đây, nó kìa.
đậu quậy hay gì em? Con ngồi nè, ngồi ghế nè, con ngồi ghế nè. Dạ không. Con ngồi ghế. Con ngồi ghế. Thấy chị sâu ở nhà đây nè, cho con pha trà nè. Đi. Con ngồi ghế nè. Đó là hiểu khi ăn mà bây giờ thành đậu nữa hả? Hay mất nó. Còn cái tập hát nữa. Con biết chỗ con ngồi là cái gì không? Trước đây 40 năm chỗ này là phòng ăn của nhà bác. Chỗ này là phòng ăn chỗ này nè. Tên 40 năm về trước. Chỗ đó là cái giếng. Chỗ này là phòng của bà nội ba nè. Thấy không? Của ma nè. Phía sau chỗ này là phòng của bà tỷ nữa. Đi lầu đó là phòng. Lần trước đi hồi đợt ông ngoại dẫn lần, ông ngoại còn sống dẫn mới có đi coi cái phía ngoài thôi chứ chưa vô phía trong. Lúc ngoại dẫn đi lần đó. À, này con ngồi đây đi, con ngồi đây, con ngồi đây. Con đây nè, đây là cái cậu bé này là người Nhật đó, nguồn gốc của trà đạo đó, pha sai là của cậu người Nhật. Ngày xưa là trong cái xây dựng cái phố hậu này là cậu này có qua tham gia, bây giờ trở lại đó. Người Nhật mà không? Ở Okozama hay Toyota? Honda, Suzuki, Yamaha, Toyota, Okinawa. Không biết đâu. Không biết nào rồi. Opa đi con. Nóng quá mẹ, gửi cái này ra đi, con đem đi cho nóng lên. Nó không biết rồi. Không biết rồi. Có gì biết không, cái cỡ ra. Đi cỡ ra cho em, cỡ ra cho em mất chứ không đeo có lưng. Bánh gì nữa? Không ai đâu có đem theo. Có chứ. Không có, mẹ không có đem về để nhà được. Thôi vậy. Chúng ta ra ngoài kia mẹ mua đồ ăn cho. Không vậy. À, cảm ơn. Cà phê mà là trà. Hai tay rồi trước xuống là hãy xoay cái à. Đứng này, đứng này, mình còn... hai tay cảm ơn cô, cảm ơn cô. Đâm chút nữa không nghe, đâm chút nữa. Hậu trà hậu cũng đậm như mình đó, tức là thử uống cà phê với trà thì cũng nhạt lắm ha. Kìa, ok. Trong lý nữa mà có hương thơm. Quá. Quá quá, à, đúng rồi. Ơ, cái trà này là em á. Như là trà lai đó ba. Trà lai. Ờ, cái này. Cái này phải mua thêm cái bình nữa, về mới làm đúng được kiểu được. Quá. Giờ nó cái chỗ đó. Hướng dẫn đó ha em.
cơm. Thịt gót vậy là bao nhiêu tiền anh? Cái này là chứ mấy lạng đó. Giáo dục ở cái nhà ngâm tuyết nó kéo một bạn là cái tâm thể nó đường của tôi giáo dục phòng giáo dục phòng giáo
bây giờ là rằm Hội An. Ngày xưa đây là Hí huyện Phi Anh, Hội An, từ năm 1957 cho đến năm 1975. Đây, còn đây là những thế hệ con cháu của ông chủ rạp ngày xưa, tức là ông Phi Anh, đến để tham quan lại cái rạp của ông bà mình ngày xưa. Coi phim có Duy Nhân về đóng phim nè, Trương Thế Vinh nè, có Trương Thế đây, đây là con của ông, con cháu của ông Phi Anh, bây giờ đóng phim về là cái rạp này nè, thấy không? Trương Thế Vinh đó, nghe là hồi nhà là đời của ông đây nè, Trương Duy Nhân nè đó không? Đó. Duy Nhân Trương đó. Đây đây, cứ ăn đi đóng phim mà. Nhà thờ của nhà thờ bên nhà bà ngoại á, ông cậu nè. Đây là đường Lê Lợi. Bây giờ kể từ lúc này là phố đi bộ, không cho xe gắn máy vào trong. Đây là cái ngõ đường vô nhà thờ Tổng Trương. Vô nhà ông cố. Dạ thưa chị. Được, dạ. Con ngồi đó đi khác, con ngồi đó đi. Con ngồi ghế này nghỉ. Là học sinh đây, chùa Ninh Lan. Ba em nghe nói là chùa Cao nói ba em là có Cần Thơ ra nhiều lắm mà em rất tiếc là không gặp được. Hồi trước đi gặp chú Nhân này, tình thành phố. Vậy hả? Chú đi mô mà chú lang thang mình đó hả? Lên nước cho bác đi rồi uống không? Mấy chị vừa rồi nhấn quẹt là một này, kẹt ra là hai này. Đẹp trai thì sẵn đó ra sẵn mọi nè. Có anh Quý thì bình thường thôi mà. Vậy thì tôi ba. Này, mà cho cái cây ba cho này chặt ra mấy cây trước kia. À, không già ra anh Quý. Già rồi tất nhiên rụng hết cái rồi đó. Có không? Tết trong vòng không? À, khô hết trơn mất chết. Bà chủ trị mà thuê người cưa và cắt cái chứ. Anh thấy trồng lại cây khác đó. Để trồng lại cây nữa đó chú Giang. Dạ. Ba bữa ngày thì là chị ở nhà của chị làm cỏ làm rác cho sân bia công viên hang đẹp. Phật sẽ. Ủa rồi kia anh vô bằng chi, chú Giang vô bằng chi đấy. Dạ em mới mấy đứa này là từ ở trên quê anh Quy rồi xuống luôn Hội An rồi chú. Dạ. Ra Đà Nẵng rồi ngày mai là ra lại Đà Nẵng rồi tiếp tục tôi nữa lại đây. Dạ nhưng mà nó có mấy đứa này có chỗ ở hết rồi, có ở khách sạn, có khách sạn có ở trên. Dạ nhưng vẫn cứ ở lại đấy. Dạ không chưa, tụi em thì cũng nhiều chỗ ở lắm. À còn dạ. Nhà bảo đi lên thì rồng mà mình quý nè. Dạ. Này là cái lọ hoa này. Thắp thì mình đưa thắp ở giữa trước, cái bò bên kia, còn cái bên này là cuối cùng. Qua bên cạnh phải trước rồi qua bên này. Bò cày.
Uống cà phê để uống đó. Điện thoại cho ba có chưa? Cho cha có chưa? Điện thoại ba cha đâu nó không xin lỗi mẹ đâu. Làm đàng hoàng để bể ly. Cà phê không ạ? Cái sữa không ạ? Có con gì vậy? Hả? Con gì? Con gì vậy? Đâu đó đâu đi quay đi. Đi quay đi, đi quay đi. Đi tới người kia. Có mấy mét thôi. Ủa lấy gỗ rồi, mai rồi. Ở bà xe xe gõ dạ ở nhà đợi nãy giờ đợi chưa vô chào rồi đó đó cậu vô rồi đó không chào đi đâu chưa 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 có tiếng chào đâu có tiếng chào đâu nói đi đang bóng ra tiếng Hàn Quốc tiếng Hàn Quốc à đi xe gà đi với đi ra đang bóng đó à bà có chứ đứa sợ cái tên cậu nó không có hiểu gì luôn. Hiểu là chết liền. Usamasuzaru. Bố kia ăn đau rồi đi. Nói ở con có lại con. Ui xìa ơi. Trả lời rồi trả lời lại con. Không có lại con. Không có lại con. Không có lại con. Chị ở cái gì ạ? Ở đây có cái nghịch đây nè. Có nhiều khi là không hiểu ấy. Là đang tới thì không thấy cái chuyện sách sợ, không thấy chuyện bộ tay. Không phải, tại hôm qua biết sao không đi, hôm qua rồi gặp hai đứa con nít, không biết trơn á, hai đứa con á. Bỏ chị em con cũng biết, để con hỏi mẹ con đã, thành ra mình không biết phải cái chỗ này hay không. Không có người lớn ở nhà. Thành ra cái bạn qua là ba, hai bà cháu, hai bà nhà, chỉ có hai đứa nhỏ thôi. Bà bự bự đó. Hỏi phải cho chú Ly, Bảo Ly đạt đạt không, mẹ con không biết nó để con điện mẹ con, rồi cái xong cái hỏi à, có đặt sòng thẳng là hỏi cái ông cậu hỏi giá bao nhiêu dạ con không biết nữa đây có cái gì cũng hỏi mẹ con hết rồi nè thật ra không có biết đường sao luôn xong điện thoại à, đó là hỏi em đó rồi cái vô gặp chủ nhà rồi hỏi điện thoại gặp chị không rồi nói điện cho mẹ nó nói là có em đặt rồi thành ra mới là không biết phải không ở đây á cố đi khách sạn thì không cho ra nữa đúng rồi cứ lòng mà lòng thì cứ lòng mà lòng thì không để cho khách sạn đó. Bây giờ mình cho ra khách sạn á để làm mấy thành viên nghiệp khách sạn ra đây nước tay á bạn nói thế này là ông được đi cà đá rồi á đi 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 bà mở ông ấy à đó đó ở à, thì đó đó cái khu mộ này là của gia đình đó đấy thâu nhang chi lại đi à, có đó à có đó để lấy tốt bự nha Thank you.
có danh hiệu của ông có. Có là Đặng thì Đặng Vĩnh. Vĩnh. Ừ. Trương Duy Cường, Đức Tôn. Đây là của cầu Lực. Sinh năm vậy là cầu Lực mất 68 à? 68. Là năm chị Danh sinh cho ta 17 tháng 7. Trước. Chị Danh trước, chị Danh tháng 8. Từ trước trước. Giờ sổ số nghe, mỗi người cầm vé số trên tay nha. Chừng nào trúng cái là làm nghe. Dạ, thưa quý vị, sau đây là chúng tôi xin sổ lô vẽ đặc biệt. Lô vẽ đặc biệt hôm nay trúng 1,5 tỷ đồng với 6 con số sau đây. 7, 9, 0, 8, 0, 9. Tức là 790.809.